Ok, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh em một cái mẫu mạch mới ha. Mẫu mạch 2023, mẫu mạch mới, rất là mới luôn ha. Đây, mẫu mạch CS3855, công suất 170W đến 300W, DSP Revert chống hú, có chức năng live stream ha. Ok chưa, nhìn đẹp không, hấp dẫn không, mẫu mới này. Đó thì mình sẽ nói cho các anh em về cái phần tiếng Revert Echo. Thì mic Echo này thực chất nó là mic effect, còn mic Dell này là phối Revert Echo. Nếu mà dặn gì bên tay trái thì là gọi là Revert, nếu mà dặn gì bên tay phải gọi là Echo, nếu để chính giữa gọi là phối Revert Echo. Chứ mình tới cho các anh em xem về cái vấn đề này ha. Đó, có cái livestream được ha. Đây, livestream được. Chuẩn kết nối OTG, AUX in, AUX out. Chuẩn kết nối OTG. Hai cổng mic, một cổng guitar. Thấy không? Đây là những cái phím mà mình dùng để livestream, nó có nhiều cái hiệu ứng cũng hay. Ha. Đây. Mod này Bluetooth, line in thì đủ hết. DSP dùng để mình chọn nhạc, chọn kiểu nhạc á, rất xa đủ kiểu hết ha. Bóp này có tích hợp nguồn xung cho phép mình sử dụng điện 220 và điện bình ha. Bên đây mình đang lắp bình nè, nếu không có bình cắm điện 220 chạy luôn. Đây bên trong phần bo mạch thấy chưa ha. Thì bo mạch lập trình ha, bo mạch lập trình này IC nè, CS3855 nè ha, dưới miếng nhôm nè, công suất lớn hai ngõ. Ngõ ra lo là hai cuộn cảm kháng lớn nè ha, cuộn dây đồng nè ha. Này cuộn kích nè, kích áp nè. Thấy không? Đấy. Còn mới này thì rất là hấp dẫn ha, rất hấp dẫn. Tiếng cực kỳ hay luôn ha, bass mạnh. Đối với cái mẫu mạch này cho phép mình sử dụng lo 4 tấc đơn, 5 tấc đơn hoặc 3 tấc đôi ha. Đây là phần chỉnh nè. Phần chỉnh này là rất là gọn ha, không có linh kiện gì bên chờ bên trong ha. Ok, thì mình đang test với cấu hình là cái bass 4 tấc nè ha, còn sâu 5 nè, màn giải nè ha, công suất 150W đến 250W nè ha. Này, hai cái chung luôn, một cái chép 350 nè ha. Ok, đang lắp với một cái cặp mic pin pin 18650 mic xịn ha. Đây mic xịn luôn. Ok, thì đây mình sẽ các anh em quan tâm đến cái phần tiếng micro hiệu ứng echo reverb có hay không ha. Ok chưa, rồi mình thử tiếng micro. Đây đầu tiên mình để echo reverb ha, bó lại đi nè, chỉnh cái tay mic mức cao nhất luôn để chi thử phần chống hú cho các anh em xem luôn. 1 2 nó sợ nước sợ tờ kiếm ngờ, một hai nước sợ tờ kiếm ngờ. Okay, cái đó là mình phối revert với cô. Đây mình chỉnh sang trái thuần revert. Một hai nước sợ tờ kiếm ngờ ok chưa, tiếng revert hấp dẫn chưa. Và nếu mình thích revert nhiều echo ít thì mình đẩy lên chút. 1 2 3 4 5 5 5 6 5 6. Đó thì nó có lúc mà phối echo thì nó có giận giận ha. Thì luôn như vậy mình ca nó, người nào mà giọng yếu ca nó đỡ hơn ha. 1 2 5 6 7 8 9 10 9 10. 1 2 còn chỉnh sang phải là nó hướng về echo nhiều hơn. 1 2 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6. Ok chưa? Thì cái tiếng echo nó sẽ nhiều hơn với phần reverb ha. 1 2 3 4 5 6 6 6 6. Thì đối với cái bo mạch này có chống hú hiệu quả cao luôn. Đây, mình đang chỉnh tay mic ở mức cao này ha. Đây. Mức 9 là mức cao nhất nha. Ví vô lo chép luôn. Ha, dí là chép. Đó, phải có chống hú nó mới kêu gì đây. Phải có chống hú, phải có thuộc tố chống hú. Ok chưa? Mày DSP lập trình chống hú.
Đó thì cái mic volume mình tăng hết cỡ luôn nè. Đó, mục tiêu mình thử chống hố cho các anh em ha. Thử chống hố. Thử lại cái mic rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok, rồi thì bây giờ mình sẽ test cái phần nhạc cho các anh em. Sao mình phải test cái phần nhạc để sang cái mạch đánh lực hay không ha. Đối với lò bóng tắt còn sót lên. Con tim của em đang ngột ngạt. Tháng năm sau này vẫn cứ mãi xin em từng đêm về. Dấu môi anh còn vương trên môi em, đâu dễ phai mờ. Ai từng đã hứa sẽ mãi yêu em trong đời, ai từng đã nói sẽ chẳng bao giờ xa cách gì. Đừng bắn em phải mãi mơ. Cái chuyến bài nhạc khác nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi lần buồn lớn, sợ chạm vào nỗi nhớ bu bám, răng răng diêu diêu mập mờ, nắng chưa xong. Ok, thì mấy lần vừa rồi thì mình ở đây cũng nói luôn, mình test trên thùng thì các anh em nói là muốn thấy cái phần nhịp của cái lò ha. Mình sẽ test rồi cho các anh em xem ha. Mình sẽ test rồi cho các anh em xem ha. Đó, thì mình cũng phải chấp nhận là giảm cái âm lượng nó xuống xíu ha. Tại vì nó ở ngoài, nó không nằm trong thùng thì nó không cộng hưởng được ha. Ok, thì đây mình sẽ test nhanh cho các anh em xem thôi ha. Rồi mình chuyển qua test phần cao cơ chút xíu. Cho mình. Chờ mình xíu. Cơ tiếp tục ha. Ở đây mình sẽ tới cái phần cao cơ nhanh cho các anh em để xem thử tiếng của bạn nó có mở không. Sữa tươi Vinamilk 100% ngon thật từ trang trại chuẩn.
nessa, 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 mình test nhanh qua cho các anh em nghe qua chút xíu ha. Thì mình tổng kết lại cái bo này mẫu mới ha, mẫu rất đẹp ha, mẫu mới 2023 mẫu rất đẹp, sử dụng ICCS 855, công suất 170W đến 300W ha, sử dụng cho lo 4-5 tắc đơn ha, 4-5 tắc đơn hoặc là 3 tắc đôi, ok chưa. Đang kết test trên kết cấu là 4 tắc đơn con 65 ha, hai cái chung luôn, lắp hai chung một cái chép luôn ha, ok chưa. Rồi bên trong bo mạch, bo rất là hấp dẫn ha, trên cùng một bo để vi lập trình chống hú ha, ok chưa. Đó thì bo này là âm thanh cực kỳ hay luôn ha. Đó, phần xử lý reverb echo cần thiết thì mình sẽ test lại cái phần reverb, tiếng reverb một lần nữa cho các anh em nghe ha. Đây có phải nó là reverb hay không ha, thì tại sao nó cách lập trình như thế, vì chỉnh nó sẽ đơn giản hơn cho nhiều anh em. Mic echo là mic phát, mình có chỉnh mạnh lên ha, mình chỉnh mạnh lên. Rồi mic down thì reverb echo mình chỉnh sang trái, rất dễ nhớ ha. Rồi mình thử lại tiếng thùng reverb. A là 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 4 5 6. Ok chưa, nó mới gọi là tiếng reverb ha. Reverb echo nhấp lên chút xíu, 1 2 3 4 5 6 7 8. Muốn ơ cô nhiều, chuyển bên phải. 1, 2, 5, 6. Ok, thì mình kết thúc video tại đây ha. Rồi.